Màn ăn sùng. Ôi không, thế thằng Văn này. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể người thi, sau đây anh xin được trình bày về phần thi tài năng của mình, đó chính là thuyết trình về hai loại bánh, đó là bánh sừng trâu và bánh ít. Hai loại bánh này nó mang một cái nét đặc sắc văn hóa của dân tộc Thái và được dân tộc Thái lưu trữ từ đời này sang đời khác. Đối với hai loại bánh này và thể hiện được cái sự tôn dung hôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam nói chung và của người phụ nữ dân tộc Thái nói riêng. Và đây là bánh sừng trâu em đã chuẩn bị được. Loại bánh này nó đặc trưng điển tượng cho buôn làng khỏe mạnh và sức mạnh của buôn làng và là vật khí tế thần linh. Và đối với bánh sừng trâu này chúng ta có thể thấy thì sẽ cảm thấy rất là quen thuộc vì nó là một món quà được gửi gắm đi muôn nơi và là món quà độc đáo cho những du khách khi đến vùng đất dân tộc Quỳ Châu. Và đây là món bánh ít. Món bánh ít này nó cũng mang một cái nét đặc sắc văn hóa riêng và cái nét nổi bật nhất của bánh ít này đó chính là nó bày tỏ được cái của ít lòng nhiều của người dân tộc Thái của chúng ta. Và đối với hai loại bánh này thì sẽ không thể thiếu được trong những ngày lễ vía và ngày lễ Tết của người dân tộc Thái. Rất là đặc sắc, tuy nhiên chúng ta thấy sự mộc mạc đơn sơ nhưng khi chúng ta ăn vào thì sẽ khiến cho tất cả mọi người dễ cảm nhận được sự mộc mạc và sự tình cảm của những người dân tộc Thái ở nơi đây. Và bây giờ em xin mời quý vị đại biểu cùng ban giám khảo toàn thể hội thi chúng ta hãy thưởng thức món ăn loại bánh này của em. Xin mời quý đại biểu với ban giám khảo hãy thưởng thức những món bánh của thí sinh Lương Thị Tuyệt qua sự bàn tay khéo léo của chị đã làm nên những món bánh thật thơm ngon. Ăn bốc. Hai loại bánh này nó không chỉ mang đậm mà nét bản sắc văn hóa dân tộc Thái mà còn thể hiện được cái sự bàn tay khéo léo của dân tộc Thái, phụ nữ dân tộc Thái chăm sóc tận tụy và thể hiện được cái sự trung hậu đảm đang của người phụ nữ thời xưa và thời nay. Em xin nhắc lại thì tài năng của mình ạ. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh số danh 06 Lê Thị Tuyệt.